Angela Phương Trinh có đại gia xin trả 20.000 đô để gặp tôi 20 phút. Angela Phương Trinh sinh năm 95, từ năm 9 tuổi tham gia phim Kính Vạn Hoa, sau đó là các bộ phim Mùi Ngò Gai, Người Mẹ Nhí. Các bộ phim này đều ăn khách và giúp tên tuổi của Angela Phương Trinh ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên khi bước vào tuổi trưởng thành, Angela Phương Trinh không giữ được sự hồn nhiên và đáng yêu. Từ trang phục hở hang, phản cảm, cặp bồ với đại gia hơn mình hàng chục tuổi, phát ngôn gây sốc, nhận lời chụp quảng cáo nội y vì cắt xe cao, rồi bỏ học sớm. Cô dần khiến khán giả thất vọng và tiếc nuối. 17 tuổi, cô lấn sân sang làm ca sĩ. Dù tạo được hiệu ứng qua các MV, nhưng giọng ca chưa thật sự nổi bật, khiến khán giả khó lòng chấp nhận vai trò ca sĩ của cô. Thời điểm đó khi được hỏi về chuyện thường xuyên đi hát và đóng phim nhiều sẽ ảnh hưởng tới chuyện học hành, Angela Phương Trinh hồn nhiên, tôi vẫn đi học bình thường. Tôi may mắn được thầy cô thông cảm tạo điều kiện, tôi vẫn đáp ứng việc học ở trường, các bài kiểm tra của tôi vẫn làm đầy đủ. Bây giờ tôi cũng không nhận phim truyền hình nữa vì họ làm theo kiểu mì ăn liền, do đó cũng không mất thời gian, chỉ khi nào đi diễn xa tôi mới xin phép nghỉ học, sau khi kết thúc trung học phổ thông Tôi cũng có ý định thi vào một ngành kinh doanh của trường đại học. Tôi muốn theo đuổi ngành kinh doanh vì muốn phát hiện những điều mới mẻ trong bản thân. Năm 2013, khi diễn tại một bar ở Hà Nội, Angela Phương Trinh gây sốc khi mặc dăm xui phản cảm, bộ trang phục xuyên thấu và màn múa cột của cô bị dư luận chỉ trích dữ dội. Đây được xem là scandal tai tiếng nhất trong sự nghiệp của Angela Phương Trinh. Từ đây, cô bị gắn mác gái hư showbiz. Trong một bài phỏng vấn, Angela Phương Trinh tiết lộ có một đại gia sẵn sàng chi 20.000 đô để gặp cô 20 phút, tuy nhiên cô không chấp nhận lời mời này. Angela Phương Trinh, về sau khi nhắc lại phát ngôn từng gây sốc, Angela Phương Trinh bộc bạch, nghĩ lại mới thấy suy nghĩ của mình lúc đó trẻ con, mình nghĩ gì nói đó, không biết sẽ bị ném đái nhiều như vậy. Còn bây giờ có tiền hay không có tiền mới quen được Trinh không còn quan trọng nữa. Trinh cũng chưa muốn yêu ai, bản thân Trinh có thể làm mình vui và hạnh phúc. Vài năm gần đây, cái tên Angela Phương Trinh không còn nổi đình đám như trước, thỉnh thoảng cô mới xuất hiện ở các sự kiện. Thay vào đó, Angela Phương Trinh hướng về phật pháp, tích cực làm từ thiện, không còn quan tâm thị phi. Năm 2020, Angela Phương Trinh cho biết cô sẽ ăn chay trọn đời. Ngày mùng 1 tháng 1, con đã phát nguyện ăn chay trọn đời với sự tu tập hạnh từ bi, niềm tin sâu vào nhân quả, tôn trọng mạng sống, tình yêu thương với chúng sinh theo tinh thần, tình yêu thương đối với chúng sinh theo tinh thần của người con Phật. Cô chia sẻ. Nhắc về quá khứ, Angela Phương Trinh thừa nhận những tháng ngày thích ăn diện, được tặng đồ hiệu, được đi đến những nơi nhộn nhịp phồn hoa đã không còn. Tôi nhận ra mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian và những điều vô nghĩa. May mắn là trong cuộc sống tôi gặp được những người tốt, chỉ ra cho tôi những cái sai mà mình mắc phải. Tôi học cách sống điềm đạm, không giận hờn hay lớn tiếng khi có việc không vừa ý với mình, tiết chế những thói quen cũ để sống với hình ảnh hoàn toàn khác. Cô bộc bạch. Ai trong chúng ta cũng phải dài đi và ra đi với đôi bàn tay trắng. Hỉ nộ ai ố, trốn nhân gian chỉ là hương vị của cuộc sống. Ta đến từ nơi thanh tịnh, ta cũng về nơi thanh tịnh. Hà cớ gì phải gom vào mình mọi thứ khi tất cả chỉ là giả tạm. Sàm tăng thích chân quang nói những gì đồng bào có nghe rõ không? Hai hiện tượng xã hội liên quan Phật giáo đang bùng nổ dữ dội ở Việt Nam, một về thích minh tuệ, một là thích chân quang. Hình ảnh hoàn toàn đối lập, trong khi thích minh tuệ được sung tụng thì thích chân quang bị chỉ trích. Trước phản ứng gay gắt của dư luận về Thích Chân Quang, ngày 19 tháng 5 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức tôn giáo nhà nước đã giao Ban Hoàng pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức buổi làm việc để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội của Thích Trân Quang buổi làm việc với Thích Trân Quang được thực hiện tại Thiền Viện Quảng Đức ở quận 3 Sài Gòn Báo giác ngộ dẫn lời thượng tọa Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết chúng tôi xác nhận thượng tọa Thích Trân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thượng tọa Trân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thích Đức Thiện nói thêm, giáo hội đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Thích Trân Quang được miêu tả là một giảng sư nổi tiếng, xuất bản hơn 2.000 đề tài thuyết giảng bằng CD, VCD, DVD có phụ đề nhiều ngôn ngữ cùng nhiều đầu sách là trụ trì chùa Phật Quang. Nhiều năm qua, đặc biệt gần đây Thích Trân Quang đã trở thành hiện tượng khi hàng loạt video thuyết pháp của đương sự lan truyền khắp trốn ta bà mạng xã hội. Nói những lời rằng của Thích Trân Quang là nhảm nhí, dường như là quá nhẹ, chúng tệ hại hơn nhiều. Vấn đề ở chỗ trong các video, người ta thấy đám đông Phật tử luôn chăm chú nghe như nuốt từng lời. Làm thế nào Thích Chân Quang có thể lôi kéo được đám đông như vậy, thật sự là một hiện tượng. Điều đó chỉ có thể giải thích bằng sự tu và hiểu Phật ở Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng và bi thảm như thế nào. Sau đây là vài đoạn trích từ những buổi giảng của Thích Chân Quang. Nhân quả trong mắt Thích Chân Quang, ví dụ như sống thuận theo trời đất là gì? Ví dụ như có những lúc thời gian gần đây, ví dụ như gần đây, trời thời tiết rất là nóng rồi có những người thích vào phòng máy lạnh, thật lạnh thật mát, sống, ngược lại với cái nóng bên ngoài thầy vẫn nói những người này hơi ác vì sao vì không thuận theo luật đất trời trời nóng mình cứ theo cái nóng mà sống trời lạnh mình cứ theo cái lạnh mà chịu chỉ có cái nó quá sức của mình quá sức khỏe của mình thì đúng là mình hơi điều chỉnh ví dụ như mình cũng vào cái phòng máy lạnh nhưng mà đừng bật mát quá nhiệt độ cũng cao cũng xe lệch bên ngoài một chút xíu thôi vừa sức chịu đựng thôi chứ không phải bên ngoài ai cũng nóng một mình mình trong phòng thật mát thật lạnh đó vẫn là một cái ác rồi đến khi trời lạnh mình tắm nước thật nóng vẫn là một cái ác. Trời lạnh mình tắm nước lạnh, tắm không nổi, sợ bệnh. Nhưng mà pha nước vừa vừa thôi chứ đừng để mà pha nước nó nóng quá. Cũng là đi ngược lại với trời đất, mà cũng ngoảnh mặt quay lưng lại với mọi người. Cái võng là cái nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Thường thường ta nằm võng, ta kê cái chân lên cao phải không? Thì đó, nhất là ta nằm trong nhà, ta kê cái chân ra ngoài đường. Và nhất là mình nằm gần gần cho xe qua lại. Mình nhìn tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó là mình đưa bàn chân đạp vào mặt hết. Nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch sư phụ nói cái này những người thợ hồ để ý dùng sư phụ kiếp xưa đi trong chiến tranh thấy nhà người ta ra lệnh đốt đốt mất rồi lúc cần để giết giặc thì coi cái nhà người ta hỏng quan trọng đốt phá mất đi quan trọng là giết thằng giặc nằm trong cái nhà đó nhưng mà một cái nhà dễ say không như mình thấy mình làm cái nhà nó khổ dễ sợ bao nhiêu chuyện để có một căn nhà để ở đâu phải dễ nhưng mà đốt cái dẹt xong liền hay là bắn cái bùm nó nổ xong nhưng mà nếu ta là người không phải ác thì thường những người đó chuyển thân trở lại làm người thợ xây, bản thân mình không có nhà ở đi xây hết cái nhà này tới cái nhà kia. Mình cứ đi ở thuê, để gì vậy? Vì lỡ phá nhà người ta, dù có mục tiêu chính đáng, còn người phá nhà người ta mà ác thì chết đọa đi xúc sinh liền. Không nhà không cửa trôi lang thang, đi chỗ này bị con này cắn, chỗ kia bị con kia xé, không nhà không cửa. Còn mình được làm thân người rồi, rồi còn có cái nghề để sống. Vì trong lúc phá nhà người ta tâm mình không ác, vì lý do gì đó, nên ở đây không phải là một cái lộc do mình làm phước mà do mình trả kiếp trước thì mình chết xuống bị diêm vương nói cái tâm nó không có xấu mà lúc đó nó phá nhà phá nhiều nhà quá bây giờ phải trả một kiếp sau hai ba kiếp sau cho năm kiếp sau cứ phải làm chi phải đi làm thợ hồ và kiếp cuối cùng lên chùa phật quang làm thợ xây sau đó hết nghiệp sướng luôn sung sướng giàu sang luôn Lạ một cái điều nha, con người ta có nhu cầu thẳm sâu trong thâm tâm mình, khoái đi chơi, từ nhỏ cũng vậy mà lớn cũng vậy, tiền ít thì đi chơi ngắn, tiền nhiều thì đi chơi xa, ai cũng có hết. Cái nhu cầu này mà không biết kiềm chế nó biến thành quả báo khủng khiếp. Thầy có một người đệ tử, có một người chị nằm liệt giường, thầy mới hỏi, hồi lúc trẻ chị có hay đi du lịch không? Dạ có, chị con cực kỳ mê du lịch. Đúng, nhân quả nằm ở chỗ đó, đi nhiều quá, đi quá cái phước mình, rồi nằm một chỗ, không rời khỏi cái giường được, bệnh phát sinh liền nó bị tật cái chân. Một cái quả này có nhiều loại nhân mình không biết được, ví dụ như mình phá cái cầu. Trong chiến tranh mình sợ giặc đi ngang, cái mình phá cái cầu thế là mình bị liệt chân ở ngoài trăm kiếp. Rồi con đường mình đào lỡ dở, mình cũng không lấp đàng hoàng, thấy đường hư bỏ đi luôn. Kiếp sau cũng bị cái tật chân, muốn giải cái nghiệp này, thấy cũng không biết đời trước ra sao, bây giờ phải đi đắp đường nha. Dáng tàn tiện để dành từng đồng, từng đồng, rồi nhờ lấp từng cái hố gà, ổ gà trên đường. Vậy đó mà từ từ có thể đi được, giải được cái nghiệp đời xưa. Ví dụ ta uống nước, uống nửa rồi bỏ lại, bỏ lại phân nửa rồi ta đi luôn thì cái chai nước còn lại, cái ly nước còn lại không ai uống được nữa thì ta phải đổ đi, cái đó gọi là phí dùng không hết, không hết cái công năng của nó, tức là dùng một phần rồi bỏ một phần, gọi là phí phạm. Mà cái đó sau này không còn có nước uống nữa, mà ta hay nói với nhau thế nào? Cái người mà phí phạm nước thì kiếp sau làm sao? Sinh vào trong sa mạc tìm một cái giọt nước rất là vất vả. Về cúng dường, các Phật tử mà các nơi, nhất là các vùng ngoài Bắc, phải làm sao chấm dứt cái tệ tìm cái tiền mà mệnh giá thấp để mà nhét nhét vào các tượng phỉ báng quá xúc phạm quá mà cái sự phỉ báng xúc phạm như vậy thì tổn phước hay là tốt phước mà nếu tổn phước như vậy thì có được may mắn không thì như vậy cái người nào mà cứ cầm tiền mệnh giá thấp mà cứ nhét trong tượng năm đó người đó sẽ làm sao cực kỳ bị suối quẩy ví dụ như mình có cái nhà sát bên chùa mình nhìn qua nhà qua chùa thấy chùa chật trội phật tử tới chùa mà chật quá thầy nói thẳng một câu là người có tâm đạo thì cúng luôn cả cái nhà cho chùa luôn dọn đi ở chỗ khác cứ ở cái tròi nào đó, ở bình thường thôi, cúng hết phần đất rồi sau này sẽ coi con chó mình nó giàu. Ví dụ anh ta đem hai bao xi măng vào cúng chùa, giúp chùa xây rồi, còn nếu không phải là hai bao mà ta đem 200 bao thì sao? Thì khoảng 20 chục kiếp sau, cái nhà mình phải là nhà hai tầng, lúc nào cũng được cái nhà đẹp cả vì ta cúng tới 200 bao xi măng. Rồi nói, thưa thầy, con bao hết toàn bộ xây chùa luôn, xây hết toàn bộ cái chùa luôn thì kiếp sau con làm sao? Thì báo tin buồn, kiếp sau sẽ làm đại gia nhà đất, buôn bán nhà đất rất thành công. Ngoài vô số lời xàm xí, Thích chân Quang còn đưa ra nhiều chân lý khác. Ai hát karaoke nhiều người đó nguy cơ chết là ma câm. Mai mốt mà thấy hàng xóm hát karaoke chịu không nổi, mình làm một cái băng rôn viết chữ trên đó mình treo cho người ta nhìn. Nghĩa là sống hát karaoke chết là ma câm. Ở đời này có nhiều người bị lở miệng, bị ung thư miệng. Cũng chỉ bởi vì sao? Đời trước thích câu cá. Trồng cà phê cho người ta uống bị mất ngủ, mai mốt mình mất ngủ dáng chịu. Chúng ta nhớ điều này là cái sự giàu sang là do may mắn là chính chứ không phải cái giàu sang là do ta cố gắng thì chết là ma đói đi mà ma đói là sao ma đói là không có gì ăn mình không có gì ăn thì gương mặt mình thế nào teo tóp rồi xấu nhớ như vậy mình mà còn sống mình đói mình cũng xấu chứ nói ma ma cũng vậy mà khi họ đói quá họ cũng teo tóp rồi xấu rồi thêm cái nữa trong cái cõi ma họ hôi tại không có xà bông không có tiền mua xà bông đâu có ai cúng xà bông nhớ như vậy tất cả các chùa tất cả các rỗ tất cả các ngày không ai cúng sữa tắm đó là lý do các ma đều hôi người ta nói tiên nữ tỏa hương thơm tại vì tiên nữ họ có phước trên cõi trời có cơ sở sản xuất sữa tắm cao cấp còn ma đâu có đâu phải nói là chúng tôi đã rất kiên nhẫn và mất nhiều giờ nghe những video này và chép lại để nói có sách mách có chứng điều đáng kinh ngạc nhất là các phật tử ngồi lắng nghe thích chân quang rồi vỗ tay tán thưởng chuyện gì xảy ra ở việt nam vậy liên quan thích chân quang có tin lan truyền không thể kiểm chứng cho biết thích chân quang là cháu của hồ chí minh ngày xưa hồ chí minh hỏi đồng bào có nghe tôi nói rõ không bây giờ thích trân quang đang đại diện và thay mặt đồng bào nói đồng bào đã thấy rõ những gì mà cộng sản tàn phá phật giáo nước nhà chưa